Xin chào các bạn, hôm nay chị muốn làm video này chia sẻ với các bạn những thủ tục cần thiết khi mà trước khi mình lên máy bay để về Việt Nam ở LAX nha các bạn. Thì trước khi các bạn mà vô sân bay rồi đó, các bạn có thể đi thẳng xuống ở đây, cuối cái đường này luôn và phải cái là khi các bạn chuẩn bị lên sân bay để mà qua hải quan đó, họ để họ có giấy tờ để mà họ cho mình lên ha. Thì trước khi mình vô đây rồi á, thì nếu mình không có mang đồ nhiều á, mình có thể check in bằng ngay những cái computer hồi nãy nó để đó. Còn nếu không á, thì mình tới những cái quầy của những cái hãng máy bay, thí như là China Airlines, EVA, Cathay Pacific hay là ANA. Thì các bạn vô đó xong rồi á, các bạn lấy cái vé của các bạn, rồi mình có thể lên hải quan đó, rồi mình sẽ vô được trong này ha các bạn. Thì khi mình vô trong đây rồi á, thì mình cứ coi cái hãng máy bay mình, cái số máy và cái cổng vào là số nào. Thì đó, các bạn nhìn thẳng đây thì nó sẽ để hướng cổng nào cho tới cổng nào, thì cứ theo cái số đó mà mình đi tới và mình cứ ngồi chờ đó tới giờ máy bay của mình thôi. Thì hãy khuyên là thường thường các bạn hãy đến cỡ 2 cho tới 3 tiếng trước khi máy bay bay, tại vì giấy tờ hành trình thì có thể nó hơi lâu nha các bạn. Và đồng thời nữa đó, nếu mà các bạn qua hải quan á, các bạn đừng có để nước trong bịch vì họ sẽ kêu các bạn quăng hết. Cái thứ hai nữa đó là nếu các bạn có mấy cái laptop hay computer đó, hay là cái iPad rồi vậy, thì các bạn hãy lấy cái đó ra và bỏ trong cái thùng á, chứ các bạn đừng có bỏ trong cái bịch của các bạn nha. Tại vì nếu các bạn bỏ trong cái bịch á, nó sẽ giữ cái bịch của các bạn lại, rồi thằng hải quan nó sẽ coi, rồi nó sẽ làm nó sẽ coi kỹ rồi nó mới cho các bạn đi tiếp được, cho nên nó sẽ tốn thời gian của bạn chờ đợi nha. Cho nên nếu mà có những cái đó, lấy ra khỏi cái cặp mình và để trong đó. Và nếu các bạn lên cái hãng máy bay China Airlines này á, hãy khuyên các bạn hãy nên chọn những cái chỗ ngồi á, ở giữa cái chiếc máy bay, tại vì nó sẽ rộng rãi hơn là hai bên hông thì nó hơi chật nha các bạn. Nếu các bạn đi có con cái nhiều thì hãy chọn cái chỗ đó. Và khi mà thường thường mình sẽ đổi chuyến bay á, thì cái này hãy đi qua Taiwan. Thì khi các bạn đến đây thì hãy để ý cái chữ transfer á, là chuyển máy bay á, thì cứ theo cái chữ transfer đó là mình cứ đi tới theo cái hướng họ hướng dẫn thôi. Thì tới đó thì mình cũng vô hải quan của Taiwan, rồi họ sẽ coi lại coi mình có những đồ gì mà không có không có được đem vô hay không, rồi nếu được thì họ cho mình đi tiếp. Thì nếu mình đi tiếp xong rồi, đến đó họ sẽ có một cái màn hình, họ cho mình biết cái chuyến máy bay mình bên tay trái á, nó để chuyến máy bay của mình như thế nào, rồi nó sẽ để cổng vào á, là bên tay phải của mình ở ngoài hết á. Thì các bạn chỉ cần coi đó, rồi mình sẽ đi tới cái cổng đó, mình sẽ chờ đợi ở đây đến lúc mình chuẩn bị lên máy bay, rồi mình sẽ tiếp tục đi về tới Việt Nam. Nếu các bạn có passport Việt Nam á, thì các bạn không cần phải mua visa để mà vào Việt Nam. Những người khác á, giống như quốc tịch Mỹ hay quốc tịch khác, thì phải cần visa mới vô Việt Nam được nha. Và hãy thấy China Airlines lần này á, hãy đi thì hãy rất là thích cái service của họ, họ rất là chu đáo, và hãy thấy rất hài lòng với cái service lần này. Thì để vào Việt Nam á, thì các bạn chỉ cần visa, passport hay là vé máy bay của các bạn, rồi qua đưa cho nhân viên ở đó họ coi xem, rồi họ có thể cho mình vào thôi ha. Thì đây là cái tòa nhà hãy lần đầu tiên hãy thấy nhìn rất là đẹp và hoành tráng luôn á. Thì hôm nay làm cái video này chỉ muốn share những cái kiến thức cho cả mọi người biết chút xíu về hành trình về Việt Nam thôi. Thì nếu có ai có ý kiến gì hay thì hãy comment ở dưới nha. Nếu các bạn thích video thì làm ơn like và share và subscribe giùm Hải nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video tới. Bye bye!